Nếu bạn chưa biết hết công dụng của quả thơm thì xem hết clip để tìm câu trả lời nha. Những món ăn này mình đều làm từ quả thơm đấy. Bây giờ với bếp cùng mình bắt đầu thử thách này nha. Thử thách làm 6 món ăn được thơm, let's go. Hôm qua tất nước đầu đình để quên quả thơm cuối cùng mất tiêu. Thì ra là con trai nhà ông Đức bên chợ khóm làng dứa đấy mà. Cái còn chuyên gia ăn cắp vặt nhất là ăn cắp trái tim của mọi người. Đùa thế thôi, bây giờ vào chủ đề chính này. Các bạn đang nghĩ mình ăn như thế này à? No. Sau đây sẽ là một cách đặc biệt dành cho những đứa lười không thích cột vỏ như mình. Đó là các bạn cứ cắt chéo theo hai chiều múi của quả thơm mà được. Món thứ hai, mang chiếc vương miện này tặng cho đứa lắm mồm bạn ghét này. Đùa tí thôi chứ món thứ hai là làm kem mắt lạnh giải nhiệt nha. Các bạn cho dứa, sữa chua có đường, nhà ai có chuối thì cho một quả vào. Xay nhuyễn đổ ra khuôn và cho vào tủ đông 8 tiếng nha. Sau 8 tiếng thì kết quả thế này. Nhắc lại các bạn à. Món thứ ba là mình chuyển qua Thái Lan ăn cơm chiên nha. Thơm các bạn cắt bỏ 1/3 ra, đục một cái lỗ ở giữa, giữ lại ruột để lát nữa chiên cơm. Tôm các bạn mua về làm sạch, đậu rau củ quả nhà có gì cho nấy. Cà rốt thì cắt vuông trông sẽ đẹp hơn đấy. Sau đó các bạn trụng sơ qua nước sôi. Trứng các bạn chiên lên, hành phi thơm, sau đó đổ rau củ vào xào, nêm nếm gia vị cho vừa miệng gia đình mình. Sau đó đổ trứng, tôm, cơm vào xào luôn. Thế này thì cần gì đi tiệm ăn nữa nhở. Cơm mềm, thơm, béo, chua chua thanh thanh, ngon lắm các bạn à. Món thứ tư là mứt dẻo thơm thơm đây. Lõi thơm các bạn đừng vứt đi, tách ra thái khúc, bỏ vào xem về đường. Đường xếp lại như thế này thì các bạn mang đi phơi cho nó khô nha. Thành phẩm là những viên kẹo cute như thế này này. Nhanh tay cất vào hộp và rủ con bạn thân sang lai dai thôi. Cái món này dẻo dẻo, thơm mùi dứa khô đặc biệt lắm các bạn ạ. Món thứ năm dành cho nhà ai trồng thơm ăn không hết này. Thơm các bạn cứ cắt miếng mỏng ra, bỏ lên áp chảo với lửa nhỏ cho ra hết nước. Và các bạn mang ra nắng phơi nha. Thường thì thơm đã thơm rồi nhưng mà phơi nắng thì nó dai dai, thơm thơm đặc biệt lắm các bạn ạ. Món thứ sáu là ai là tín đồ hảo thạch giống mình thì đừng bỏ qua nha. Các bạn lấy một nửa trái thơm khoét một cái lỗ. Ruột thì mình nắm lấy nước để nấu thái. Công thức nấu thạch thì mọi người vào trang của mình xem thêm nha. Hầu như clip nào của mình cũng có món quốc dân này đấy. Bỏ vào tủ mát 2 tiếng và thành quả thế này. Thạch mềm mắt rượi, ngon lắm các bạn ạ. Món thứ 7 là thơm lắc muối ớt. Ở đây có ai giống mình không? Ăn quả gì cũng muốn chấm với muối tôm. Đúng là xuất sắc các bạn nhở. Món cuối cùng không thể bỏ qua với một tín đồ hảo sandwich giống tôi. Các bạn lấy một ít hỗn hợp mà mình đã xay ở món thứ hai, rắc thêm một ít phô mai kéo sợi, bỏ vào lò nướng 180 độ trong vòng 5 phút. Bữa sáng của mình chỉ có vậy thôi đấy. Cuối cùng thì cũng hoàn thành thử thách rồi. Y hục cả một ngày trời chỉ được con nấy món thôi. Các bạn còn món gì ngon hơn từ thơm không? Comment cho mình biết với nha. Nếu thấy clip hay và bổ ích thì nhấn follow để ủng hộ mình và vào trang của mình để xem những clip thú vị hơn nha. Bye.